Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân công khai cuộc sống chung nhà đúng dịp đặc biệt. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần đầu hợp tác đóng chính trong bộ phim Sở Kiều Truyện, cả hai đã gặt hái thành công lớn và luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cách đây không lâu, cặp đôi lần nữa tái hợp ở Giữ Phượng Hành khiến dân tình đứng ngồi không yên, thậm chí Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân còn liên tục được đồn đoán là đang hẹn hò thật ngoài đời vì quá tình tứ ở hậu trường phim. Mới đây, phía đoàn làm phim Giữ Phượng Hành đã tung ra ảnh phúc lợi trung thu của phim, trong ảnh là phân cảnh Bích Thương Vương Thẩm Ly diện trang phục đỏ, tay phe phẩy quạt, cùng dáng ngồi cực bá đạo. Trong khi đó, Hành Vân lại có dáng vẻ như vợ hiền ngoan ngoãn ngồi bàn bên cạnh. Khung cảnh yên bình này khiến dân tình được phen bấn loạn. Nhiều fan couple còn vui vẻ và cho rằng, giống như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hẹn hò đúng dịp trung thu, có vẻ như đây là khung cảnh cuộc sống bình yên sau khi Thẩm Ly trốn khỏi ma giới và được Hành Vân nhặt về nuôi. Đây cũng là khoảng thời gian ấm áp, ngọt ngào và yên bình nhất của cặp đôi. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong bức ảnh mới tuy đơn giản nhưng vẫn được khen ngợi hết lời. Giữ Phượng Hành cũng được khán giả cực kỳ mong đợi lên sóng. Kể từ khi khai máy, Giữ Phượng Hành đã luôn nằm trong top phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Đây cũng là dự án phim tái xuất cổ trang tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh sau hai bộ phim hiện đại là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Được biết, chính Triệu Lệ Dĩnh là người đã đề cử Lâm Canh Tân vào vai nam chính trong Giữ Phượng Hành. Có thể thấy mối quan hệ của cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết kể từ sau Sở Kiều Truyện. Vương Sở Nhiên phải làm điều này để cứu vãn sự nghiệp sau khi dính phốt thái độ. Những ngày đầu khi mới bước chân vào showbiz, Vương Sở Nhiên nhận được nhiều thiện cảm của khán giả vì nhan sắc nổi bật, khí chất sang chảnh và khả năng diễn xuất khá ổn định. Tuy nhiên sau khi lộ chuyện hẹn hò với Dương Dương, nữ diễn viên lập tức bị fan quay lưng không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, Vương Sở Nhiên còn bị bóc phốt thái độ chảnh chọe, kiêu căng, mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần quát nạt các nhân viên dưới trướng. Sau loạt lùm xùm khiến sự nghiệp lao đao, mới đây Vương Sở Nhiên được cho là đã tích cực thay đổi tính cách của mình. Theo lời của ekip Kiều Tàng, mỹ nhân họ Vương đã hào phóng mời các nhân viên trà sữa. Khi thấy người hâm mộ cầm hoa đợi mình, Vương Sở Nhiên cũng chủ động tiến lại gần mỉm cười thân thiện và khá kiên nhẫn lắng nghe những lời nhắn nhủ của fan. Một diễn viên phụ trong đoàn Kiều Tàng mới đây đăng tải trên mạng xã hội câu chuyện khi diễn chung với Vương Sở Nhiên. Người này tiết lộ, chính Sở Nhiên đã dặn mình dùng phấn chống trượt vì sàn rất trơn. Tôi yêu Vương Sở Nhiên, cô ấy thực sự không có chút khoảng cách nào cả. Trong một phân cảnh rơi xuống nước của Kiều Tàng, Vương Sở Nhiên cũng tự mình diễn, thay vì dùng diễn viên đóng thế. Có thể thấy, bạn gái Dương Dương đang nỗ lực lấy lại thiện cảm của khán giả. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, Vương Sở Nhiên chỉ đang cố tỏ ra tốt bụng, kính nghiệp để cứu vãn hình tượng của mình. Tuy đã đóng phim khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhận được những lời khen ngợi của đồng nghiệp và nhân viên. Đi vào vết xe đổ của Trần Phi Vũ, Thành Nghị lộ ảnh hẹn hò với fan nữ. Thành Nghị đang là sao nam được săn đón nhất nhì showbiz sau thành công của Liên Hoa Lâu. Đây là thành quả xứng đáng dành cho nỗ lực nhiều năm trời lăn lộn trong giới giải trí của nam diễn viên. Tuy nhiên, nổi tiếng chưa được bao lâu, Thành Nghị đã dính lùm xùm có con. Mới đây nhất, một người hâm mộ đã lên mạng xã hội tiết lộ về cuộc sống riêng tư có phần hỗn loạn của nam diễn viên. Cụ thể, người hâm mộ này đã đăng tải loạt ảnh Thành Nghị giao lưu với fan, không chỉ uống chung ly nước, nam diễn viên còn quỳ xuống mô phỏng hành động cầu hôn của các cặp đôi. Theo tiết lộ, đây đều là những fan nhà giàu, đã bỏ ra số tiền lớn để có cơ hội đứng gần thần tượng. Không dừng lại ở đó, loạt ảnh Thành Nghị ôm một người phụ nữ không rõ danh tính, cùng file ghi âm có giọng nói của nam diễn viên cũng được tung ra. Nội dung cuộc đối thoại thể hiện sự quan tâm đến cô gái tên Thành Thành. Chính cô gái này cũng từng đăng tải trên mạng xã hội, khoe khoang về việc mình được ôm Thành Nghị. Sau khi loạt tin đồn truyền ra, phía phòng làm việc của Thành Nghị đã lên tiếng phủ nhận và trấn an người hâm mộ. Tuy nhiên vì có cả file ghi âm, nên cư dân mạng vẫn bán tính bán nghi, cho rằng nam diễn viên đã dùng số tiền lớn để mua chuộc truyền thông. Trước đây, Trần Phi Vũ cũng từng lao đao một thời gian vì ồn ào ngủ với fan. Cư dân mạng bày tỏ tiếc nuối, hy vọng Thành Nghị không rơi vào tình trạng tương tự. Dương Tử được bạn trai cầu hôn, hóa ra đã quen biết từ 9 năm trước. Cách đây không lâu, Dương Tử vừa gặt hái thành công lớn với Trường Tương Tư. Bộ phim này đã giúp cô nàng củng cố địa vị, thậm chí ngày càng bỏ xa Địch Lệ Nhiệt Ba trong khoảng phim ảnh. Bên cạnh Trường Tương Tư phần 2, Dương Tử còn có Thừa Hoang ký hợp tác cùng Hứa Khải đã quay xong và đang chờ được lên sóng. Những hình ảnh đầu tiên của dự án phim này nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mới đây, phía đoàn làm phim Thừa Hoang ký đã tung ra một số hình ảnh đóng máy đặc biệt. Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính mạch Thừa Hoang, một cô gái bình thường có xuất thân Thượng Hải.
Thừa Hoang và bạn trai là Tân Gia Lượng đã ở bên nhau nhiều năm. Sau khi được bạn trai cầu hôn, Thừa Hoang cũng đã đồng ý, một phần cũng vì sự thúc giục của mẹ. Tuy nhiên, biến cố gia đình của Tân Gia Lượng đã khiến cuộc hôn nhân này bị hoãn rồi đổ vỡ. Trên thực tế, đây không phải lần đầu Ngưu Tuấn Phong và Dương Tử hợp tác đóng phim. Trước đó, cả hai đã từng đóng chung trong Gia Hữu Nhi Nữ và Chiến Trường Sa. Không những vậy, Dương Tử và Ngưu Tuấn Phong cũng là bạn thân của nhau trong suốt 9 năm. Việc cặp đôi tái hợp thành người yêu ở Thừa Hoang Ký khiến nhiều khán giả cực kỳ hào hứng. Tuy mối tình của Tân Gia Lượng và Mạch Thừa Hoang không có cái kết đẹp, thế nhưng đây cũng trở thành động lực để nữ chính phấn đấu. Sau này cô đã gặp được Diêu Chí Minh, một người đàn ông tài giỏi và hiểu cô hơn. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và hái được quả ngọt. Với nội dung phim mang đậm tính hiện thực, Thừa Hoang Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đang được khán giả cực kỳ mong đợi. Nếu thuận lợi, bộ phim có thể sẽ lên sóng vào dịp cuối năm nay. Triệu Lộ Tư bị ép ra khỏi đoàn phim, vị trí Tóc Tiểu Hoa 95 gặp nguy hiểm. Sau thành công của nhiều bộ phim liên tiếp như Tinh Hán Sáng Lạng, Vụng Trộm Không Thể Giấu, những tưởng sự nghiệp Triệu Lộ Tư sẽ càng thăng hoa, nhưng nữ diễn viên lại mất tích suốt 6 tháng, không nhận thêm dự án nào mới. Nhiều tin đồn khẳng định, nàng Tiểu Hoa đã bị ép ra khỏi đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa, dù đã ký hợp đồng trước đó. Cụ thể, người tạo hình của phim Rèm Ngọc Châu Sa là Hầu Vân Di, khi trò chuyện với fan Triệu Lộ Tư đã cho biết, phim sẽ không quay nữa, nữ diễn viên cũng đã bị ép rời khỏi dự án. Việc này có liên quan đến đấu tranh tư bản, bản thân Triệu Lộ Tư chỉ là vật hy sinh của quyền lực. Ngay lập tức, người hâm mộ đã đòi hỏi công ty quản lý cũng như ekip phim lên tiếng giải đáp. Được biết, Rèm Ngọc Châu Sa đã ấn định nữ chính Triệu Lộ Tư từ lâu, nhưng mãi không tìm được nam chính phù hợp. Trần Tinh Húc và Hứa Khải đều từ chối vì vấn đề phiên vị. Những nam diễn viên kém đổi hơn thì lại bị chê bai không xứng với nàng Tiểu Hoa. Mới đây nhất, tập thể fan của Triệu Lộ Tư đã tuyên bố ngừng cập nhật các hoạt động của nữ diễn viên vì tin đồn hợp tác cùng Lưu Vũ Ninh. Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng Lưu Vũ Ninh hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí anh chàng còn từng đóng cùng Lưu Thi Thi, Tống Tổ Nhi. Người hâm mộ Triệu Lộ Tư không nên lộng hành vô lý. Sự nghiệp nữ diễn viên họ Triệu vẫn đang khá bấp bênh vì vừa bạo đã không có phim đóng, sự xuất hiện tại Milan Phá Sân Uyết cũng không quá xuất sắc. Bảng xếp hạng Mỹ Nam các sao nữ không muốn hợp tác, hạng mục gây bất ngờ, La Vân Hy góp mặt. Trên thực tế, không phải màn hợp tác nào của các ngôi sao trong showbiz cũng được các fan ủng hộ. Gần đây nhất phải kể đến việc Hậu Viện Hội của Triệu Lộ Tư để ảnh đen, phản đối việc cô nàng tái hợp cùng Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa. Mới đây, có blogger đã tổng hợp bảng xếp hạng những sao nam bị fan Mỹ nhân Hoa Ngữ phản đối thần tượng hợp tác chung. Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng là Vương Nhất Bác. Tuy là nam diễn viên nổi tiếng showbiz, thế nhưng khả năng diễn xuất của anh chàng còn rất nhiều điểm hạn chế. Thêm vào đó, nhiều ý kiến cho rằng các fan của Vương Nhất Bác cũng rất mạnh, vậy nên chỉ cần xảy ra sai sót trong quá trình diễn chung phim thì bạn diễn nữ chắc chắn sẽ bị lôi ra mắng. Chính vì vậy, rất nhiều fan Tiểu Hoa không muốn thần tượng hợp tác cùng anh chàng. Trần Phi Vũ nổi đình đám sau Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Thế nhưng Trần Phi Vũ nhanh chóng mất sạch cảm tình của công chúng vì bê bối với đại fan. Người hâm mộ của các Tiểu Hoa đều không muốn thần tượng của mình dính dáng tới một sao nam có vết đen. Vậy nên Trần Phi Vũ bị xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng. Nhiều người cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì anh chàng không chỉ có ngoại hình đẹp mà diễn xuất cũng rất tốt. Vương Hạc Đệ là tiểu sinh rất hot của showbiz sau thành công của Thương Lan Quyết. Thế nhưng Vương Hạc Đệ vẫn ngậm ngùi xếp ở top 4. Nguyên nhân là bởi các fan Tiểu Hoa cho rằng diễn xuất của Vương Hạc Đệ không tốt, dễ trở thành hố đen của phim. Thêm vào đó, tạo hình cổ trang của anh chàng cũng còn khá nhiều hạn chế. La Vân Hy. La Vân Hy được xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Nguyên nhân đầu tiên chắc chắn phải kể đến việc ngoại hình quá gầy của anh chàng. Nhiều fan Tiểu Hoa bày tỏ, khi đứng cạnh La Vân Hy, thần tượng của mình dễ trông như bị tăng cân quá nhiều. Thêm vào đó, các fan của anh chàng cũng rất thông thạo kỹ năng chiến với nhà khác. Vì vậy khi xảy ra xích mích, các sao nữ có thể sẽ là người phải chịu thiệt nhất. Thành Nghị. Thành Nghị bất ngờ xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng. Dù từng tham gia vào vô số bộ phim hot và được nhận xét là có kỹ năng diễn xuất tốt, nguyên nhân anh chàng bị fan các Tiểu Hoa ghét bỏ là vì các bộ phim tham gia hầu hết là do công ty sản xuất và rất hay dìm nữ chính. Thành Nghị cũng bị nhận xét là có ngoại hình ẻo lả, nhiều khi còn mong manh hơn cả bạn diễn nữ. Dương Dương đứng ở top 1 trong bảng xếp hạng này chính là Dương Dương, mang danh đỉnh lưu đình đám showbiz. Thế nhưng anh chàng lại là con ghẻ chính hiệu của các fan sao nữ Hoa Ngữ, diễn xuất ngày càng dầu mỡ.
hay khiến các bạn diễn nữ trở thành bạn gái trong lời đồn, khiến Dương Dương mất điểm nghiêm trọng, sự thất bại của Khói Lửa Nhân Gian của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.